Thưa quý vị, tỉnh Bình Định những ngày qua bố trí nhiều bàn test bôn tại bãi biển Quy Nhơn, khu vực gần tượng đài chiến thắng để người dân trải nghiệm, chiêm ngưỡng sự mới lạ độc đáo của bộ môn thể thao này. Tết bôn là môn thể thao mới và sẽ được Bình Định tổ chức giải thi đấu quốc tế lần đầu tiên từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 6 tới. Tết bôn là môn thể thao kết hợp các yếu tố của bóng đá, bóng bàn, đặc biệt là bóng được chơi trên bàn công và thi đấu đối kháng. Tech Ball được xem là loại bóng đá thuần túy, nhưng không có vai chạm vật lý giữa các cầu thủ do đó cầu thủ và người chơi ít gặp phải chấn thương trong quá trình tập luyện cũng như thi đấu. Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 6 tới đây, trên bãi biển Quy Nhơn sẽ diễn ra giải Checkboard Thế giới 2024, Checkboard World Series, với sự tham gia của hơn 130 đội đến từ 53 quốc gia trên thế giới. Môn thể thao này ra đời tại Hungary năm 2014 và ngày càng thu hút sự quan tâm của người chơi.